Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay mình để cái điện thoại đây là cho thằng Cú nó vui chơi, cho cả nhà xem nó tự nhiên hơn. Thì mình ngồi đây mình ngắm nó. Lại rồi mới kêu đó rồi, ngồi gọn. Ngồi đi vô. Một cuộc ngồi gọn. vậy? Vô. Vô nè, tự nhiên ra ngoài đường sủa rần rần. Diễn viên tao mất tiêu hết trơn rồi. Tập trung đi coi. Tập trung. Trời ơi. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi chiều vẻ. Thì bây giờ tập trung đứng ngay cửa đồ ăn rồi, đói rồi. Bây giờ 3 giờ 40 rồi, chuẩn bị 4 giờ là ba mình cho ăn, 4 giờ là cho ăn á. Bây giờ là bắt đầu đói rồi, đứng trước cửa đó. Đằng sau ba mình đang trộn cơm á, nên là nó bốc mùi thơm, nên là tới đằng trước á, đứng tập trung trước vậy đó. Rồi, thôi xin chào nha, chúc cả nhà vui vẻ, cả nhà xem mấy chia sẻ bấm một like nha cả nhà. Cô chú anh chị gần xa ai có khả năng thì giúp đỡ cho thằng cuốn của mình chút đỉnh cơm gạo đồ ăn cả nhà ơi. Chúc cả nhà vui vẻ.